Thảo xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, mắc dị vật đường tiêu hóa được xem là tình trạng cấp cứu thường gặp trên lâm sàng, đặc biệt là mắc dị vật ở thực quản. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm và đòi hỏi phải được theo dõi sát, xử lý ngay khi có triệu chứng, nếu không sẽ để lại một số hậu quả khá nặng nề. Mắc dị vật đường tiêu hóa nguy hiểm như thế nào, cần xử lý ra sao khi không may gặp phải tình trạng này? Đó là chủ đề hôm nay của chúng tôi. Và trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau đây. Trường hợp này là một bệnh nhân nữ, 49 tuổi, vào viện với lý do nuốt có cảm giác đau, sưng nề vùng cổ trái. Trước đó 3 ngày, bệnh nhân có mắc xương cá đuối, đặc biệt là nồi soi hà hồng, thanh quản không phát hiện gì. Bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm bổ sung, phát hiện dị vật đã di chuyển ra tam giác cổ sau. Đường di chuyển của dị vật cũng để lại hình ảnh do nhiễm trùng. Đây là một trường hợp hiếm gặp. Dị vật là nó đã đi trọc thủng thành thực quản và đi lối sau ở tam vùng tam giác cổ sau, tức là nó đi lối sau của cơ đồng chụm và là bỏ mặt cạnh. Chúng tôi tiến hành phải xử lý cấp cứu ở trong đêm và lấy ra một dị vật là một mảnh xương 20mm, tức là 2cm đó. Thì xương là có gai ngành rất là sắc. Dị vật đường tiêu hóa trên là một trong những cấp cứu thường gặp trong tai mũi họng, xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Dị vật ở người lớn chủ yếu là xương cá hoặc các loài xương khác trong bữa ăn. Ở trẻ em, dị vật thường gặp là các vật nhỏ như đồ chơi, các loài hạt, mẫu xương, các loài thức ăn, thậm chí ở dạng lỏng như xăng, dầu hỏa. Cháu ăn cái lạt dưa khô nó bị hóc. Nói chung đau tiếng thì nói chung mình biết rồi mà vẫn là giống như trong lòng mình vẫn sợ, cũng đòi đem đi bác sĩ mà nhưng sau lại mình suy nghĩ lại là cùng nó cho nên mình cũng ôm con ấp ngược lại, mình vỗ rồi sau đó mình vác con lên trên vai xong mình thổ nó ỏi ra lại á. Theo thống kê, dị vật tiêu hóa liên quan đến khoảng 1.500 trường hợp tử vong hàng năm. Khoảng 80% đến 90% trường hợp dị vật đi qua thực quản và được đưa ra ngoài thông qua đường tiêu hóa dưới. Từ 10 đến 20% đòi hỏi can thiệp không phẫu thuật và dưới 1% sẽ cần can thiệp ngoại khoa. Dị vật có thể gặp ở bất cứ đoạn nào của đường tiêu hóa, nhưng ở đoạn thực quản là hay gặp nhất. Những biến chứng của dị vật tiêu hóa bao gồm các tổn thương lòng thực quản, thủng thực quản hoặc sự di chuyển của dị vật vào các khoang kế gần. Quý vị thân mến, đây thực sự là một tình trạng rất phổ biến, thường là hóc đồ ăn, hóc xương cá hoặc mắc phải các loài dị vật khác như tăm, tre, đinh. Và biến chứng để lại cũng không hề đơn giản, thậm chí các tổn thương này còn ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh nhân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên, là phó trưởng bộ môn tai mũi họng Trường Đại học Y Dược Huế, để tìm hiểu thêm về tình trạng này. Trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên đã tham gia chương trình Sống Khỏe của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Phương Thảo cũng như là xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, dị vật tiêu hóa là một trong những trường hợp cấp cứu rất phổ biến trong tai mũi họng. Vậy thì cụ thể hơn đó là những trường hợp nào và nguyên nhân là do đâu thưa bác sĩ? Dị vật tiêu hóa nói chung hay là dị vật thực quản nói riêng là những cấp cứu mà thường gặp trong cái bệnh lý chuyên ngành tai mũi họng. Nó đến từ cả nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan, do là cười đùa trong lúc ăn và cái cách chế biến của người Việt Nam cũng là ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta thường có một thói quen là chúng ta ăn và ăn luôn cả phần xương, phần vỏ thì nguy cơ mắc rất là cao. Về nguyên nhân khách quan thì chúng ta đã biết có những cái bệnh lý mà nó gây ra, đặc biệt là những người lớn tuổi thì nó gây ra mất các bộ phận ăn nhai như là các răng, cối, tiền cối cũng như là cả xương hàm, thì để dẫn đến là ta sẽ nuốt những thức ăn lượng lớn và chúng ta không có khả năng là chúng ta là phân loại được thức ăn khi trong chúng ta là ăn nhai, thì nguy cơ mắc dị vật cũng rất là lớn. Ở đường tiêu hóa là có những cái đường hẹp, đoạn hẹp nó sinh lý. Khi chúng ta nuốt dị vật xuống thì cái thức ăn mà nó có những cái dị vật như là xương cá hoặc là những thức ăn mà có cái kích thước lớn thì để đi qua được chỗ hẹp đó, nó phải cần một lực rất là lớn hoặc là nó rất là dễ bị mắc lại. Đối với những cái dị vật như là sắc nhọn như là xương cá, điển hình tại thực quản thì có 3 điểm, 3 vị trí mà thường hay mắc nhất, đó là miệng thực quản,
của bắc nơi bắc kẹo của mạch chủ và là chỗ thực quản đối với là dạ dày được tâm vị. Trẻ em là ở lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo nhặt nhạnh những cái đồ vật xung quanh và bỏ vào miệng như đồng xu, đồ chơi và từng việc nguy hiểm hơn. Ví dụ như là viên pin rất là nguy hiểm. Những đứa trẻ và tuổi ăn dầm thì thường lúc này do cách chế biến của người lớn thường là cá và chúng ta thường là rây, nên là những cái xương nhỏ chúng ta không loại bỏ ra được. Đặc biệt là những người lớn tuổi, ở những cái lứa tuổi mà trẻ hơn thì thường là do là trong quá trình chúng ta cười đùa thì thức ăn thì chúng ta sẽ nuốt vội và chúng ta sẽ không phân loại được những cái thức ăn mà nó có lẫn những cái dị vật như xương cá. Ở một vài trường hợp thì người bệnh có thể tự nhận biết rằng mình đang mắc dị vật, nhưng cũng có một số trường hợp không thể nhận biết được. Vậy thì trong những trường hợp nghi ngờ thì chúng ta có những cái phương pháp chẩn đoán như thế nào? Bệnh nhân mắc dị vật, bệnh nhân sẽ thường là không ăn uống ngay lập tức được, thì thường là không nuốt nước bọt là đùng ra. Thì khi bệnh nhân tới với giai đoạn đầu, với những cái bệnh nhân mà họ có được những cái nhận thức đúng đắn, họ tới khám thì triệu chứng nó khá rõ. Tuy nhiên có một số bệnh nhân thì thường là họ sẽ khuyến bảo là dùng bàn tay của người để ngược, rồi là chúng ta cố gắng là nuốt hạt cơm thật là to. Thì những cái động tác này vô tình là đẩy dị vật xuống. Lúc này thì tạm thời bệnh nhân là sẽ đến với chúng ta với những cái triệu chứng nó không rõ ràng. Thì chúng tôi thường là thể theo những cái bước. Đầu tiên là sẽ là nội soi bằng ống cứng, nội soi hạ họng thanh quản bằng ống cứng để theo dõi những cái dị vật mà nằm ở vùng rãnh lưỡi thanh thiệt, vùng xoang lê, những cái vùng mà khó tiếp cận là bằng mắt thường. Sau đó nếu những cái vùng đó mà chúng tôi vẫn không phát hiện thì động tác tiếp theo sẽ là chụp một phim thực quản cổ nghiêng. Thì lúc này thì phim thực quản cổ nghiêng có một số trường hợp dị vật nó chúng tôi vẫn không phát hiện được, thì tiếp theo sẽ là nội soi dạ dày thực quản để chúng tôi là vừa đánh giá các biến chứng, vừa là tìm được thấy những dị vật và có thể qua đó cũng có thể lấy được dị vật. Một số trường hợp thì dị vật là to, những vật có những cái vùng nguy hiểm, giả sử như là cung động mạch chủ, thì là khi chúng ta lại dị vật thì nguy cơ thì bệnh nhân sẽ rất là dễ tử vong, thì lúc này bắt buộc thì phải chuyển đến chuyên khoa sâu hơn như tai mũi họng để chúng tôi can thiệp bằng nội soi ống cứng. Việc bị mắc các dị vật đường tiêu hóa thì sẽ gây ra những biến chứng và những tổn thương nghiêm trọng đối với sức khỏe. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về các tổn thương, các biến chứng trong các trường hợp này ở cả giai đoạn sớm và giai đoạn muộn ạ? Dị vật thực quản thì ở giai đoạn sớm thường là những cái biến chứng nó không là nặng nề, chứ chỉ có một biến chứng là khá là nguy hiểm, đó là khi dị vật cắm vào cái phần mà đoạn hẹp sinh lý mà khi bắt ngang cung động mạch chủ thì cái dị vật mắc ở đó thì cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí cần bác sĩ tai mũi họng thì chúng ta không cảnh giác trong quá trình chúng tôi nội soi bằng ống cứng để phát hiện dị vật mà đập theo mạch, thì lúc này chúng tôi phải bắt buộc phải ngừng soi và phải mời những cái chuyên khoa nọ chuyên sâu hơn về mạch máu để thắt chờ mạch máu, để chuẩn bị tư thế là khi nó rụt thì mạch máu sẽ chảy, và lúc này thì có động tác thắt chờ chúng tôi sẽ kiểm soát được lượng máu chảy. Cái biến chứng còn lại thì thường là những cái biến chứng do là xây xước của dị vật trong một trình di chuyển nó tác động vào. Cái biến chứng này nó không nguy hiểm cũng như là không gây tổn thương lớn. Chúng tôi thường là theo dõi 1-2 ngày tại viện sau khi lấy dị vật ra, và thường là bệnh nhân là ra về trong cái trạng thái hoàn toàn là thoải mái. Tuy nhiên những cái biến chứng mà muộn của nó, ví dụ như là những cái biến chứng mà gây thủng thực quản, thì nó khá là nguy hiểm, bởi vì nó gây viêm nhiễm phù nề của những cái tổ chức xung quanh, tỷ lệ tử vong gặp rất cao, từ 60-90% tùy theo và nghiên cứu. Thủng thực quản mà nó lan tràn đến trung thất, nó gây cái tình trạng viêm nhiễm nó để áp xe của trung thất thì tỷ lệ tử vong nó khá cao. Rồi những cái áp xe, những cái viêm nhiễm, những cái áp xe ở quanh thực quản, những cái khoáng nguy hiểm, khoáng tàng nguy hiểm, thì những khối áp xe này nó có thể ăn mòn và gây ra tình trạng là thủng cái mạch máu lớn. Thì lúc này thì cấp cứu của nó là bắt buộc là khẩn cấp để chúng ta là cứu sống tính mạng bệnh nhân. Có một số trường hợp là bệnh nhân cố gắng để mắc để lại dị vật thì vô tình thì làm tổn thương những cái cơ quan xung quanh, như là gây chảy máu như đẩy lưỡi amidan, thậm chí một số là còn gây tổn thương luôn cả dây thanh. Đối với các biến chứng nặng như là ăn mòn thực quản hay là thủng thực quản thì chúng ta sẽ có phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Thủng thực quản thì chúng tôi thường đặt ống sống cũng là dày để cách ly cái đường ăn, tránh đứa thức ăn hoặc là những cái dịch nước bọt nó đi qua đường lỗ thủng để lan tràn ra các cơ quan kể cần. Thực quản xung quanh nó là những cơ quan là khá là quan trọng, như là động mạch, như là vùng phổi, rồi là xuống sâu hơn sẽ là trung thất liên quan đến tim.
đó, màng ngoài tim thì tác động những vùng đó thì nó rất là nguy hiểm, thì chúng tôi phải cách ly hoàn toàn và thường là thời gian là phải 1 tuần đến 2 tuần. Thường là tỷ lệ mà liền của tổng thực quản thì nó là khá cao. Tuy nhiên có một số trường hợp thì tổng thực quản là chúng tôi điều trị dai dẳng và nó thường không liền. Thì lúc này thì chúng tôi phải tính đến phương án là nuôi dưỡng lâu dài hơn bằng đường mở thông dạ dày, thì chúng tôi có thể nuôi dưỡng từ 3 tháng tới 1 năm. Hiện tại bây giờ thì có một phương pháp là khá mới được thế giới là họ áp dụng từ năm 2018 và tỷ lệ thành công là rất là cao, từ 95 tới 100%. Đó là người ta dùng áp lực âm, người ta hút nó ngược lại vào trong thành thực quản và vết thương nó liền rất là hợp sinh lý từ bên ngoài và liền vào bên trong. Thì chúng tôi thường là phải liền từ bên trong, sau đó bên ngoài nó liền, nhưng mà khi hút áp lực âm thì chúng tôi lại là thực hiện một cái động tác là hút áp lực âm vào thì kích thích mô hạt liền từ bên ngoài là liền vào bên trong, thì nó hợp rất sinh lý và tỷ lệ thành công nó cao hơn. Thì đây là cái phương pháp rất là mới. Vâng, không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Vậy thì chúng ta cần xử trí như thế nào khi mắc dị vật đường tiêu hóa? Tiếp theo chương trình thì xin mời bác sĩ cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Mắc xương cá thì mình đi gặp bác sĩ tai mũi họng. Ăn cơm người để cho nó từ xuống. Hoặc là mình cảm thấy mà nó lâu quá thì mình từ mốc ra đó chứ. Mình chồng bẻ xuống xong là mình thổ ở trên lưng của bẻ cho cái mà những cái vật mà bị hóc nữa, không tối theo cái đường hô hấp của mình. Nếu như mà hóc gì vật thì mình chỉ vỗ thôi, cho mình cũng biết làm ngắn hết. Thì vỗ hoặc là mình phải đem đi cấp sơ cứu thôi cho con cũng canh. Bác sĩ có nhận xét như thế nào về cách xử trí ban đầu của người dân? Và nhân đây thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ thêm về những cái lưu ý cũng như là những cái thao tác xử lý ban đầu của người dân ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến là người dân một cái thông điệp rất là rõ ràng là chúng ta nên thay đổi cái nhận thức. Dị vật tiêu hóa nói chung và dị vật thực quản nói riêng là những cái bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, bởi vì thường gặp là do là cách chế biến của người Việt Nam ở các nước châu Âu và ở Mỹ. Thì dị vật tiêu hóa xương cá hay là những cái vỏ của động vật giáp xác nó rất là hiếm, và khi mắc dị vật thì tuyệt đối người dân không nên dùng các là biện pháp dân gian như là trình bày ở trước, là dùng bàn tay người để ngừa, rồi là chúng ta có thể mắc phòng, chúng ta có thể nuốt cơm to thì đẩy dị vật xuống, thậm chí thủng từng dạ dày. Có một số trường hợp là đấm thủng của dạ dày đi vào gan, có trường hợp là nó đấm thủng của ruột non gây ra các biến chứng nó trầm trọng hơn nữa. Thì đến tiền đây thì thông qua chương trình cũng nhắc nhở của mọi người là khi chúng ta mắc dị vật thì hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để được là chăm sóc và điều trị một cách thích hợp. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích mà tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nguyên vừa chia sẻ. Quý vị thân mến, chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại rằng khi mắc các dị vật tiêu hóa thì cần đến ngay cơ sở y tế để được phát hiện và có biện pháp can thiệp nhanh nhất trước khi bệnh diễn biến nặng hơn. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Sống Khỏe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.